Ok, hôm nay mình sẽ nói với các bạn hai thứ. Một là mình chỉ cho các bạn cách làm một cái ánh sáng để khi các bạn giới thiệu sản phẩm, review sản phẩm cho cái vlog của bạn nhìn nó có vẻ cool hơn. Hai là mình có một cái sản phẩm để giới thiệu cho các bạn trong cái công việc mà chùi rửa hàng ngày, dọn dẹp bếp núc khỏe hơn. Đây, sản phẩm đây. Ánh sáng đây, chịu rồi. Nhìn nó cool hơn đúng không? Nhìn nó focus vô sản phẩm hơn đúng không? Rồi, phía sau nói về cái sản phẩm nó chút xíu, nói về cái ánh sáng nó chút xíu. Phía sau chẳng qua là nó có một cây đèn, đó, một cây đèn chiếu thẳng vào tường thôi. Các bạn thấy là tại sao mình làm cái video á mà phía sau cái tường mình phải tối, là tại vì khi mà cái tường mình tối á thì mình bạn đánh cái ánh sáng dạng light, dạng hạt light vô trong cái tường, nó sẽ chiếu thành dạng tia, nó làm cho nó có vẻ như là ánh sáng đèn đang chiếu vô cái sản phẩm, nhưng thật ra ánh sáng đang chiếu đâu bạn, ánh sáng đang chiếu vô tường mà nhìn có vẻ nó rất là focus, nó hướng dẫn cái mắt của chúng ta vô cái sản phẩm này. Rồi, ok, cất bớt một chai đi. Ok, đây là chai nước xịt rửa đa năng A2. Cái chai này mỗi lần mình đi siêu thị mình mua là mua hết cái siêu thị luôn. Khoảng đâu cứ mỗi một lần mà đi siêu thị mua là nó khoảng đâu một thùng 40 chai là lấy hết, không có chừa một chai nào trên kệ hết. À, vì sao? Mình đã xài qua rất là nhiều các loại nước ô, các nước mà tẩy rửa đa năng này rồi, bao gồm nè Sip nè, Mr. Moscow nè, rồi Sunlight nè, tất cả mọi thứ. Đặc điểm chung của những cái nước này á là các bạn chỉ cần xịt lên. Rồi. Rồi các bạn lấy con giấy. Để trong lào là nó sẽ sạch. Đó là đặc điểm chung. Nhưng vấn đề lớn nhất của lây là cái gì? À, vấn đề lớn nhất là sau khi các bạn xịt xong nó sẽ để lại một cái mùi rất là dễ chịu. Chai A2 này nó để lại một cái mùi giống như là các bạn vừa tắm xong vậy. Nói chung là rất là dễ chịu. Còn tất cả những cái chai khác, mình sẽ nói thiệt với các bạn, nó để lại một cái mùi thúi chịu không nổi luôn, cực kỳ thúi. Và nó có cảm giác là nó khiến cho cái đồ mình mới xịt nó dơ bẩn đi thêm, chứ không phải là sạch đi. Và nó cực kỳ thúi. Còn cái chai này mình đã thử, mùi rất là mát. Và hôm nay mình đi thấy một cái chai mới, nó là cái chai màu cam, nên mình cũng mua thử. Rồi, sử dụng để làm gì? Các bạn có thể sử dụng để xịt khử các mùi bất cứ ở đâu. Ví dụ như bàn làm việc nè, bếp nè, sau khi các bạn xài xong bếp, bếp điện từ, rồi bếp bếp hồng ngoại mà cái bề mặt đó, nó bị dính dầu, nó bị dính đồ dơ, các bạn chỉ cần xịt lên, các bạn lấy khăn ướt các bạn lau một lần là nó sẽ cực kỳ sạch và rất thơm. Rồi nhà mình có cái tủ lạnh mà bề mặt nó bóng đúng không, để lâu ngày nó dơ, nó dính đồ dơ, dùng cái này lau. Ăn xong lau bàn cũng dùng cái này lau, rất là sạch. Và cái thứ hai nữa là nó có chứa 60% là ethanol, nên như đó là nó rất là dễ bay hơi. Khi các bạn xịt lên bàn thì các bạn đừng có sợ nó ướt, nó sẽ rất là dễ bay hơi và nó sẽ nhanh chóng khô đi thôi. Còn nếu như các bạn xả khăn ướt, nhúng xà bông, các bạn lau thì thật ra những cái thứ đó nó sẽ nhớp nháp cái mặt bàn của bạn khoảng một thời gian rồi nó mới khô. Chưa kể là nếu như mà trong nhà của mình á, mà ở vị trí mà khuất gió mà sâu trong nhà thì nó còn lâu nó mới khô nữa. Còn những thứ này các bạn lau xong, hứa với các bạn luôn, trong vòng 10 giây tất cả bốc hơi hết và để lại một mùi thơm trên bàn các bạn, rất là đã và rất là kích thích. Mình cũng mua cho ba mẹ mình xài, nhà trên Đà Lạt xài. Nhất là những bạn làm quán ăn, các bạn nên mua cái chai này thay thế cho bất kỳ những cái hình thức lau bàn nào khác. Mình thấy các quán ăn lau bàn rất là dơ, trong khi đó một chai này các bạn có thể lau cả vài ngày cho cả quán các bạn. Các bạn chỉ cần xịt vài giọt thôi, các bạn lau là hoàn toàn sạch bóng luôn. Ok, đó là cái chai xịt A2. Chai này của hãng Green Cross, xịt rất thơm và điều đặc biệt là không ở đâu bán hết trừ Lotte. Và nếu như các bạn nào coi video clip này, các bạn biết ở đâu có nguồn hàng cung cấp cái chai này giao tận nhà số lượng lớn, mỗi lần giao 100 chai, các bạn có thể liên hệ với mình có thể đặt mỗi tháng 100 chai để xài.
mà bây giờ mình chưa tìm được, toàn là phải đi siêu thị vác về thôi, mà chỉ có Lotte mới có, những cái chỗ khác không có, toàn những cái chai xịt bị thúi. Rồi cái thứ hai chỉ các bạn luôn, cái ánh sáng phía sau mình có một cái remote bật tắt chiếu thẳng vô sản phẩm, rất là đẹp. Đấy, nó hợp với những cái sản phẩm mà trong suốt nữa. Đấy. Đấy. Rồi, chuyện đơn giản các bạn chỉ cần là một cái đèn chiếu thẳng vào cái background màu tối của các bạn, tạo thành một cái là, nhưng các bạn phải nhớ canh nha, các bạn phải nhớ canh chính xác là cái chỗ đó nó ánh sáng nó phủ lên. Đây, 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 nó phủ như thế này nè, mới đẹp nè. Đấy. Đấy, nó phủ từ trên đầu sản phẩm cho xuống tới gần đáy sản phẩm, chiếu vô nó sẽ làm cho người xem tập trung vô sản phẩm hơn là nhìn vào cái mặt mình. Còn mình tắt đi thì mọi người sẽ tập trung vô mặt mình hơn là cái sản phẩm. Yeah. Bye bye, xin cảm ơn.